Mình Audio Sài Gòn xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của em. Ngày hôm nay em giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ rề bao do Mỹ sản xuất. Bộ rề bao này rất là hiếm và ít có tại Việt Nam. Cũng có nhưng mà ít về, lâu lâu mới về được một bộ. Đây là một bộ hàng nòi của Mỹ sản xuất, rất là khủng và có một cái chiều có một cái size gọi là rất là khủng bố. Có cái chiều ngang là 53cm chiều ngang và chiều dày. Bộ này tổng thể dày là tầm 45cm nha quý vị nhá. Rất là gấu. Đây là chiếc rè Fixed Linear 2000 Stereo Console. Đặc biệt có cái con rè này, nó có cái nút này. Khi mà chúng ta nghe nhạc, chúng ta sẽ chỉnh cái nút này. Nó tạo ra cái độ trễ cho... độ trễ hài hòa cho cái bộ âm thanh của chúng ta. Giống như khi mà chúng ta nghe độ chi tiết thì chúng ta giảm về, còn mà khi chúng ta nghe nhạc vàng thì chúng ta tăng lên, tăng theo tai của chúng ta, thì nó tạo ra một cái độ trễ giống như là nghe nhạc vàng Tuấn Vũ, Chế Linh, nghe rất là ngọt, rất là hay. Và tiếp theo là cái bao này có chiều dài là gần 25cm với hai cái vu rất lớn. Fixed Linear 400 thì cái power này sử dụng là 16 sò sắt nha quý vị nhé, 16 sò sắt của hãng Fixed Linear này luôn. Rất là khủng bố, nên gần như là bộ này nó không có biết ngắn loa nào. Chúng ta có thể ghép với JBL, ghép với Sherwin Vega, ghép với cái dòng các cái dòng bass 30, 40. Rất là ok. Hiện tại em Minh đang phối ghép với cặp mà BMW 703 này đây. Đánh rất to mà gần như là vu không có vảy luôn. Nên là bộ này gần như là chơi không có biết ngán loa nào. Chúng ta có thể ghép được thoải mái ghép. Và em cũng xin báo giá luôn, cái bộ rề bao này rất là hợp lý quý vị ạ. Rất rẻ, rẻ so với những cái bộ Nhật luôn. Và cái bộ rề bao Fixed Linear có cái size khủng lớn này của Mỹ sản xuất là có giá là 24 triệu. 24 triệu một bộ rề bao quý vị nhé. Thì ngay bây giờ em sẽ bật volume lớn một chút để quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thôi nhé em đừng nhiều hận sầu, đừng thương tiếc để rồi xa. Ôm ấp chi một định mệnh buồn, để chua xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trong theo ngậm hờn. Tình yêu mất đi còn đâu, anh đâu lối hẹn mà đời lại vui ngăn cách với chữ phải chăng hay mai tình lỡ mong trách chi người xa sâu. Thôi nhé em đừng buồn làm gì, dù thương tiếc vẫn là biệt ly. Đời cứ bao lại vẫn u sầu, em khóc mỗi duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng nhau. Đời ta sao lại vẫn u sầu,
Dạ, rất tuyệt vời. Thì quý vị và các bạn nào quan tâm đến bộ rề Pao này thì vui lòng liên hệ cho em Minh qua số điện thoại 0946 101332. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt.